quân đội Nga được cho là đã sử dụng các màn ở cành mặc quân phục để đánh lừa các máy bay không người lái UAV góc nhìn thứ nhất FPV của Ukraine tấn công. Theo tờ Telegraph, các đoạn video trên mạng xã hội cho thấy những người mẫu mặc quân phục đang được xếp hàng cạnh trồng lốp xe tại một khu rừng. Nhiều chuyên gia cho rằng các màn nước canh sẽ được Nga bố trí một cách chiến lược để thu hút và đánh lạc hướng UAV-FPV của Ukraine. Mục tiêu là làm tiêu hao hỏa lực của Ukraine và giúp các mục tiêu quân sự thực sự của Nga khỏi bị tấn công. Chuyên gia Kier Gilles tại Tổ chức Tư vấn Chatham House nhận định những binh sĩ giả này hiện phù hợp với xu hướng xung đột đang trở nên cá nhân hóa nhiều hơn, hay nói cách khác, đạn dược đang săn lùng các mục tiêu riêng lẻ. Cũng theo ông, binh sĩ Nga thường giả chết khi nhìn thấy UAV FPV trên cao, do đó lính giả có thể là cách hiệu quả để gieo rắc sự nghi ngờ trong tâm trí những người điều khiển UAV của Ukraine về việc liệu họ có đang tấn công đúng mục tiêu hay không. Hiện chưa rõ liệu các màn trong những đoạn video bị do gì trên mạng đã được quân đội Nga sử dụng hay chưa, song các lực lượng Moscow đã sử dụng nhiều loại vũ khí mồi nhử. Kể từ khi Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào tháng 2 năm 2022, Cập nhật những tin tức nóng liên quan đến tình hình xung đột giữa Nga và Ukraine, kênh Military Summary vừa đưa tin quân đội Nga đã đạt được bước đột phá quan trọng ở Kursk khi ồ ạt tung đội hình xe tăng lớn đột kích về phía đông theo hướng lognia. Bước tiến này đã chính thức tạo ra một vạc dầu lớn ở phía Bắc, bao vây toàn bộ cụm binh lực đối phương, lực lượng Kiev đang tháo chạy qua nút cổ chai dưới mưa hỏa lực của Nga. Những hình ảnh định vị địa lý mới nhất trên hướng Kupiansk cho thấy lực lượng Moscow cách sông Oskin khoảng 1 km. Bước phát triển này có thể đưa cây cầu quan trọng ở Senkov vào tầm kiểm soát hỏa lực của quân đội Nga và điều này sẽ cản trở nghiêm trọng hậu cần của quân đội Ukraine. Hoạt động của lực lượng Moscow cũng đang tăng đều đặn ở Chasovya. Theo một nhà quan sát, Nga đã chiếm được nhiều khu vực hơn dọc theo kênh đào ở phía Nam tại pokrovsk quân đội nga đang tập trung toàn lực vào selidovo tại đó các mũi xung kích của họ được cho là đã giành được quyền kiểm soát hỏa lực cắt đứt hầu hết những tuyến đường tiếp tế quan trọng của đối phương lực lượng kiev gần như đã bị bao vây thành phố bên bờ vực sụp đổ ở phía nam ngôi làng massimilianivka mới chiếm được lực lượng moscow đã có một bước đột phá khác dọc theo các cánh đồng họ đang ở gần kurakove Thưa quý vị, Nga đã triển khai tên lửa ở mặt trận Kursk trong chiến dịch đẩy lùi lực lượng Ukraine khỏi vùng biên giới. Trong một tuyên bố nóng đưa ra vào ngày 18 tháng 10, Bộ Quốc phòng Nga cho biết máy bay chiến đấu Su-25 đã tấn công tên lửa và lực lượng thiết giáp và binh lính Ukraine tại khu vực biên giới Kursk. Thông báo nêu rõ, các tên lửa được phóng từ các cặp máy bay ở tầm thấp. Sau khi phóng đạn từ trên không, các kiếp lái đã thả mồi, bẫy nhiệt và quay trở lại sân bay khởi hành. Lực lượng thiết giáp và quân nhân ngụy trang của Ukraine đã bị hạ gục do hoạt động chiến đấu. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố chiến dịch vô hiệu hóa lực lượng Ukraine ở Kursk vẫn tiếp tục. Theo Bộ Quốc phòng Nga, trong ngày 18 tháng 10, quân đội Nga đã đẩy lùi hai cuộc phản công của lực lượng Ukraine vào các khu định cư Zeleny, Sliak và Lyubimovka. Các đơn vị của nhóm tác chiến phía Bắc tiếp tục tấn công và giáng đòn vào các đơn vị của Ukraine tại các khu vực định cư Lyubimovka, Sverlikovo, Malaya, Lognia, Novibut và Blenkovo. Quân đội Nga cũng tấn công vào các khu vực tập trung quân nhân và thiết bị của đối phương ở Kursk. Trong ngày 18 tháng 10, Nga tuyên bố tổn thất của Ukraine lên tới hơn 505 binh sĩ và 15 xe bọc thép, bao gồm hai xe tăng, 2 xe chiến đấu bộ binh, một xe bọc thép chở quân, 10 xe chiến đấu bọc thép cùng 7 khẩu pháo. Quân đội Nga vừa cho biết, các lực lượng nước này đã tấn công Chasovya bằng máy bay không người lái, pháo binh và bom lượn, đồng thời điều động số lượng lớn binh sĩ để giành được chỗ đứng trong thị trấn. Hiện binh sĩ Ukraine cố thủ trong thị trấn đang đối mặt với tình thế nghìn cân treo sợi tóc. Nhìn vào bản đồ, Rostislav Kasyanenko, đại úy của lực lượng bộ binh Ukraine cho biết, có một dài đất rộng hơn 400 mét đã trở thành một trong những nơi nguy hiểm nhất trên tiền tuyến. Ông Kasyanenko cho hay đây là gót chân Asin của chiến thuật Nga và chỉ vào một vùng đất không có người ở, với cây cối bị thiêu rụi và những tòa nhà bị sàn phẳng nằm giữa khu vực mà lực lượng Nga kiểm soát và thị trấn chiến lược Chasopya. Trong 6 tháng, đại đội của ông Kasyanenko và các đơn vị khác đã ngăn chặn quân đội Nga tiến vào vùng đệm để tiếp cận thị trấn Chasovya, vốn là cửa ngõ dẫn tới các khu vực còn lại của thị trấn Donetsk, mà Nga và Ukraine vẫn đang chiến đấu để giành quyền kiểm soát. Tuy nhiên, trong tuần này, lực lượng Nga đã đột phá, mở cuộc tấn công qua hai điểm trên kênh đào ở phía đông Chasovya. Bước tiến này có thể đánh dấu một động thái quan trọng của Nga hướng tới việc chiếm toàn bộ thị trấn. Nga đã từng bước đột phá ở dìa phía đông của Ukraine, chiếm từng ngôi làng trong khuôn khổ chiến dịch, giành quyền kiểm soát toàn bộ khu vực Donetsk. Hiện giờ, đại đội của ông Kasianenko có nhiệm vụ phải ngăn chặn lực lượng Nga, thiết lập một vị trí trong vùng đệm để chặn đứng một cuộc tấn công toàn diện vào Chasovia. Chasovia với trung tâm hậu cần Pokrovsk đóng vai trò then chốt trong nỗ lực của Moscow nhằm chiếm giữ một loạt các thị trấn ở vùng Donetsk. Nếu hai thành trì này bị mất, Ukraine sẽ gặp thách thức lớn trong nỗ lực phòng thủ. Giới phân tích cho rằng, Nga đang chạy đua với thời gian để chiếm Chasovia và Pokrovsk trước mùa lá rụng, có nguy cơ làm lộ ra nơi ẩn náu quan trọng của quân đội nước này và trước khi mùa đông tới, khi mặt đất trở nên lầy lội. Tổng thống Nga Vladimir Putin mới đây tuyên bố Nga sẽ không để Ukraine sở hữu vũ khí hạt nhân trong bối cảnh xung đột giữa hai nước chưa đến hồi kết, Nga sẽ không cho phép điều này xảy ra bất kể như thế nào. Theo lãnh đạo Nga, bất kỳ động thái nào của Ukraine nhằm sở hữu vũ khí hạt nhân đều không thể che giấu và sẽ dẫn đến phản ứng thích hợp của Moscow. Tuyên bố của Tổng thống Putin được đưa ra sau khi báo Đức Bin dẫn lời một quan chức cấp cao Ukraine phát biểu nước này dường như chưa có đủ khả năng để chế tạo vũ khí hạt nhân trong vòng vài tuần. Nguồn tin cho biết Kiev dường như đã sẵn sàng để sở hữu vũ khí hạt nhân vài tháng trước. Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố để đảm bảo an ninh của chính mình, Ukraine sẽ cần gia nhập NATO hoặc cần có vũ khí hạt nhân. Mặt khác trả lời câu hỏi về thời điểm Nga dự kiến giành chiến thắng ở Ukraine, Tổng thống Putin cho biết việc đặt ra thời hạn cụ thể để hoàn thành chiến dịch quân sự là phản tác dụng. Khi nói về khả năng đàm phán hòa bình, nhà lãnh đạo Nga cho biết chúng tôi ủng hộ điều đó. Tôi đã giải thích cách thức thực hiện điều này. Nếu đây là lập trường trung thực của bên kia, họ nên hành động càng sớm càng tốt. Tiếp tục với những diễn biến liên quan đến cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2024, trong một tuyên bố mới đây, Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan Ruben Breckenman đã kêu gọi các thành viên tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO thảo luận về điều kiện để Ukraine nhận được lời mời gia nhập và tham gia liên minh quân sự này nhằm đáp lại kế hoạch chiến thắng của Tổng thống Volodymyr Zelensky. Phát biểu trước báo giới sau hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng NATO tại Bruxelles, Bỉ, Ông Brekeman thừa nhận hiện có những ý kiến rất khác nhau trong liên minh về vấn đề trên. Theo ông, để đạt được sự đồng thuận cần thiết, các đồng minh trong khối sẽ cần phải thống nhất các tiêu chí rõ ràng mà Ukraine cần đáp ứng để nhận được lời mời, cũng như những tiêu chí cần thiết khác để sau này trở thành thành viên. Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan giải thích, nếu không có sự rõ ràng ngay từ đầu, Tôi cho rằng 32 đồng minh sẽ khó đồng ý đưa ra lời mời. NATO đã tuyên bố Ukraine sẽ trở thành thành viên của liên minh quân sự này trong một ngày nào đó, nhưng cũng khẳng định ký ép không thể tham gia khi đang có chiến tranh vì sự kiện đó có thể dẫn đến xung đột trực tiếp giữa NATO và Nga. Đến nay các nhà lãnh đạo NATO vẫn né tránh trả lời trực tiếp về đề nghị của Ukraine liên quan đến lời mời gia nhập khối. Thưa quý vị, Nga đã triển khai tên lửa ở mặt trận Kursk trong chiến dịch đẩy lùi lực lượng Ukraine khỏi vùng biên giới. Trong một tuyên bố nóng đưa ra vào ngày 18 tháng 10, Bộ Quốc phòng Nga cho biết máy bay chiến đấu Su-25 đã tấn công tên lửa và lực lượng thiết giáp và binh lính Ukraine tại khu vực biên giới Kursk. Thông báo nêu rõ, các tên lửa được phóng từ các cặp máy bay ở tầm thấp. Sau khi phóng đạn từ trên không, các kíp lái đã thả mồi, bẫy nhiệt và quay trở lại sân bay khởi hành. Lực lượng thiết giáp và quân nhân ngụy trang của Ukraine đã bị hạ gục do hoạt động chiến đấu. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố chiến dịch vô hiệu hóa lực lượng Ukraine ở Kursk vẫn tiếp tục. Theo Bộ Quốc phòng Nga, trong ngày 18 tháng 10, quân đội Nga đã đẩy lùi hai cuộc phản công của lực lượng Ukraine vào các khu định cư Zeleny, Sliak và Liubimovka. Các đơn vị của nhóm tác chiến phía Bắc tiếp tục tấn công và giáng đòn vào các đơn vị của Ukraine tại các khu vực định cư Liubimovka, Sverlikovo, Malaya, Lognia, Novibut và Blenkovo. Quân đội Nga cũng tấn công vào các khu vực tập trung quân nhân và thiết bị của đối phương ở Kursk. Trong ngày 18 tháng 10, Nga tuyên bố tổn thất của Ukraine lên tới hơn 505 binh sĩ và 15 xe bọc thép, bao gồm 2 xe tăng, 2 xe chiến đấu bộ binh, 1 xe bọc thép chở quân, 10 xe chiến đấu bọc thép cùng 7 khẩu pháo. Tổng thống Nga Vladimir Putin mới đây tuyên bố Nga sẽ không để Ukraine sở hữu vũ khí hạt nhân trong bối cảnh xung đột giữa hai nước chưa đến hồi kết. Nga sẽ không cho phép điều này xảy ra bất kể như thế nào. Theo lãnh đạo Nga, bất kỳ động thái nào của Ukraine nhằm sở hữu vũ khí hạt nhân đều không thể che giấu và sẽ dẫn đến phản ứng thích hợp của Moscow. Tuyên bố của Tổng thống Putin được đưa ra sau khi báo Đức Bin dẫn lời một quan chức cấp cao Ukraine phát biểu nước này dường như chưa có đủ khả năng để chế tạo vũ khí hạt nhân trong vòng vài tuần. Nguồn tin cho biết Kiev dường như đã sẵn sàng để sở hữu vũ khí hạt nhân vài tháng trước. Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố để đảm bảo an ninh của chính mình, Ukraine sẽ cần gia nhập NATO hoặc cần có vũ khí hạt nhân mặt khác trả lời câu hỏi về thời điểm nga dự kiến giành chiến thắng ở ukraine tổng thống putin cho biết việc đặt ra thời hạn cụ thể để hoàn thành chiến dịch quân sự là phản tác dụng khi nói về khả năng đàm phán hòa bình nhà lãnh đạo nga cho biết chúng tôi ủng hộ điều đó tôi đã giải thích cách thức thực hiện điều này nếu đây là lập trường trung thực của bên kia họ nên hành động càng sớm càng tốt theo tờ Politico Mỹ, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sebastien Lecornu mới đây thừa nhận rằng nước này đã không thực hiện được lời cam kết tài trợ tới 3 tỷ euro viện trợ quân sự cho Ukraine trong năm nay và chỉ đang trên đà đạt được mục tiêu trên 2 tỷ euro. Ông Lecornu nêu rõ: "Về mặt chính trị, chúng tôi đã quyết định vào đầu năm 2024, bằng khoản viện trợ này có thể lên tới 3 tỷ euro. Trên thực tế, chúng tôi sẽ đạt trên 2 tỷ euro chứ không phải 3 tỷ euro." Trước đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã tuyên bố sẽ gửi tối đa 3 tỷ euro cho Kiev vào đầu năm nay, một phần trong nỗ lực tăng viện trợ của Pháp cho Ukraine sau khi Paris bị chỉ trích vì hỗ trợ ít hơn các nước khác như Đức. Tuy nhiên, bất chấp khó khăn về tài chính, Tổng thống Macron vẫn ủng hộ mạnh mẽ Ukraine trong cuộc chiến đang diễn ra với Nga. Tuần trước, Tổng thống Pháp đã chào đón Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Paris để thảo luận về kế hoạch chiến thắng của ông và viện trợ bổ sung cho Ukraine. Vào đêm trước chuyến thăm của ông Zelensky, Tổng thống Macron đã gặp những người lính Ukraina đang huấn luyện ở miền đông nước Pháp, một phần trong sáng kiến của Paris nhằm huấn luyện toàn bộ một lữ đoàn về thiết bị của Pháp. Pháp cũng dự kiến sẽ cung cấp máy bay chiến đấu Mirage 2000 cho Kiev vào nửa đầu năm 2025. Bộ Quốc phòng Nga mới đây tuyên bố quân đội nước này đã giành quyền kiểm soát làng Maximilianivka, các thành phố chính Kurakove ở vùng Donetsk phía đông Ukraine chưa đầy 10 km. Nga đang nỗ lực tiếp cận trung tâm hậu cần Pokrovsk, cách đó khoảng 50 km về phía Bắc. Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW có trụ sở tại Mỹ cho biết lực lượng Nga đã có những bước tiến gần đây về phía đông nam Pokrovsk, trong khi lực lượng Ukraine đã tiến về phía đông thành phố. Dữ liệu định vị địa lý cho thấy quân đội Nga hoạt động ở phía đông nam Pokrovsk đã giành được vùng lãnh thổ ở phía đông Lysivka, phía tây Novogrodivka chiếm được một cơ sở xử lý nước ở phía tây Novogrodivka và tiến dọc theo phía tây nam Zelidovo. đồng thời hình ảnh từ video cho thấy lực lượng ukraine gần đây đã giành lại được các vị trí nhỏ gần Mykolaivka phía đông pokrovsk và phía tây grodivka quân đội Nga vừa cho biết các lực lượng nước này đã tấn công Chasovya bằng máy bay không người lái, pháo binh và bom lượn, đồng thời điều động số lượng lớn binh sĩ để giành được chỗ đứng trong thị trấn. Hiện binh sĩ Ukraine cố thủ trong thị trấn đang đối mặt với tình thế nghìn cân treo sợi tóc. Nhìn vào bản đồ, Rostislav Kasyanenko, đại úy của lực lượng bộ binh Ukraine cho biết có một dải đất rộng hơn 400 mét đã trở thành một trong những nơi nguy hiểm nhất trên tiền tuyến. Ông Kasianenko cho hay đây là gót chân Asin của chiến thuật Nga và chỉ vào một vùng đất không có người ở, với cây cối bị thiêu rụi và những tòa nhà bị sàn phẳng nằm giữa khu vực mà lực lượng Nga kiểm soát và thị trấn chiến lược Chasubya. Trong 6 tháng, đại đội của ông Kasinenko và các đơn vị khác đã ngăn chặn quân đội Nga tiến vào vùng đệm để tiếp cận thị trấn Chasovya, vốn là cửa ngõ dẫn tới các khu vực còn lại của thị trấn Donetsk, mà Nga và Ukraine vẫn đang chiến đấu để giành quyền kiểm soát. Tuy nhiên, trong tuần này, lực lượng Nga đã đột phá, mở cuộc tấn công qua hai điểm trên kênh đào ở phía đông Chasovya. Bước tiến này có thể đánh dấu một động thái quan trọng của Nga hướng tới việc chiếm toàn bộ thị trấn. Nga đã từng bước đột phá ở rìa phía đông của Ukraine, chiếm từng ngôi làng trong khuôn khổ chiến dịch giành quyền kiểm soát toàn bộ khu vực Donetsk. Hiện giờ đại đội của ông Kasyanenko có nhiệm vụ phải ngăn chặn lực lượng nga thiết lập một vị trí trong vùng đệm để chặn đứng một cuộc tấn công toàn diện vào Chasomya. Chasomya với trung tâm hậu cần Pokrovsk đóng vai trò then chốt trong nỗ lực của Moscow nhằm chiếm giữ một loạt các thị trấn ở vùng Donetsk. Nếu hai thành trì này bị mất, Ukraine sẽ gặp thách thức lớn trong nỗ lực phòng thủ giới phân tích cho rằng nga đang chạy đua với thời gian để chiếm chasobia và pokrovsk trước mùa lá rụng có nguy cơ làm lộ ra nơi ẩn náu quan trọng của quân đội nước này và trước khi mùa đông tới khi mặt đất trở nên lầy lội trong một diễn biến đáng chú ý, Nga vừa tiến hành một cuộc không kích quy mô lớn vào Ukraine với sự tham gia của 135 máy bay không người lái. Không quân Ukraine cho biết, tính đến sáng ngày 18 tháng 10, các lực lượng giám sát trên không của nước này đã phát hiện và theo dõi 135 máy bay không người lái UAV của Nga. Các UAV này được phóng từ Kursk, Oren và Primorsk, Aktarsk. Theo báo cáo, cuộc tấn công của quân đội Nga đã bị đẩy lùi bởi lực lượng tên lửa phòng không, các đơn vị tác chiến điện tử và các nhóm hỏa lực cơ động của Ukraine, thống kê ban đầu cho thấy khoảng 80 máy bay không người lái của Nga đã bị hệ thống phòng không bắn hạ ở Odessa, Sumy, Cherkasy, Kiev, Zhytomyr, Kivergorod, Chernihiv, Poltava, Komenitsky, Rivne, Kharkov, Kherson, Lutsk, và Vinnytsia. 44 chiếc UAV đã biến mất khỏi radar, có thể do hệ thống tác chiến điện tử áp chế, hai chiếc UAV hướng về Belarus và 10 chiếc khác vẫn hoạt động trong không phận Ukraine. Được biết trước đó, chính quyền quân sự thủ đô Kiev đã báo cáo về cuộc tấn công của Nga và gọi đây là một trong những cuộc tấn công lớn nhất. Theo cơ quan này, các hoạt động chiến đấu trên không phận Kiev và ở ngoại ô thủ đô kéo dài hơn 4,5 giờ đồng hồ. Báo cáo sơ bộ cho thấy không có thương vong hoặc thiệt hại nào ở Kiev ngày 18 tháng 10, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết tình hình trên tiền tuyến vẫn căng thẳng. Tổng cộng có 210 cuộc giao tranh đã xảy ra trong ngày qua tại Ukraine, chủ yếu ở mặt trận Kurakove và Pokrovsk. Thông báo của Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine nêu rõ, đối phương tận dụng lợi thế về nhân lực và trang thiết bị tiếp tục tấn công không ngừng vào các vị trí của chúng tôi. Lực lượng phòng thủ Ukraine đang kiên quyết ngăn chặn bước tiến của họ và gây ra tổn thất tối đa. Tổng cộng 210 cuộc giao tranh đã được ghi nhận trong ngày qua. Trên mặt trận Pokrovsk, lực lượng phòng thủ Ukraine đã đẩy lùi 50 cuộc tấn công của Nga gần các khu định cư Sukabanka, Promin, Sukhoyiyas, Novotoresk, Mikhailivka, Lysivka và Selidovo. Các cuộc tấn công tập trung nhiều nhất ở Promin và Selidovo. Trên mặt trận Kurakove, lực lượng phòng thủ của Ukraine đã đẩy lùi 47 cuộc tấn công của Nga, đặc biệt là ở các khu định cư Katerinivka, Antonivka và Georgivka. Sau trình bày của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về kế hoạch chiến thắng, phương Tây đang bình luận về triển vọng Ukraine gia nhập NATO. Theo lời một quan chức trong chính quyền Tổng thống Joe Biden, Nhà Trắng một lần nữa tuyên bố rằng không có sự đồng thuận trong việc mời Ukraine gia nhập NATO. Quan chức này cho biết, có một cuộc thảo luận giữa các đồng minh NATO về lời mời. Hiện tại không có sự đồng thuận về việc đưa ra lời mời cho Ukraine, nhưng tại hội nghị thượng đỉnh NATO vào giữa tháng 7, tất cả 32 đồng minh đều xác nhận rằng Ukraine đang trên con đường không thể đảo ngược để trở thành thành viên. Vì vậy, câu hỏi đặt ra là các chiến thuật làm thế nào để khuyến khích con đường đó và làm thế nào để đạt được sự đồng thuận về các bước tiếp theo trong cuộc họp báo tại Bruxelles. Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cũng cho biết giữa các đồng minh không có thỏa thuận nào liên quan đến kế hoạch chiến thắng của ông Zelensky và lời mời của Ukraine gia nhập NATO. Ông Tusk cho hay tôi sẽ không nói rằng có sự hòa hợp hoàn toàn giữa các nhà lãnh đạo các nước eu trong bối cảnh đánh giá kế hoạch chiến thắng do ông volodymyr zelensky trình bày nhưng không ai mong đợi điều này nghĩa là không có gì mới xảy ra ở đây bạn biết đấy mọi quốc gia có quan điểm riêng về chiến tranh và cuộc chiến ở nga còn bộ trưởng quốc phòng ba lan Wadislaw Kosiniak Kasmi cho rằng không có sự ủng hộ nào cho kế hoạch của ông Zelensky ở EU và NATO. Ông Kasmi lưu ý không có sự nhiệt tình lớn trong cuộc họp của hội đồng EU hay tại trụ sở NATO liên quan đến kế hoạch vì tình hình ở mặt trận rất khó khăn, có sự mệt mỏi to lớn vì chiến tranh. Ngoài ra, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã bác bỏ những điểm chính trong kế hoạch chiến thắng của ông Zelensky do lo ngại chiến tranh sẽ leo thang hơn nữa. Phát biểu tại Bruxelles, Thủ tướng Scholz cho biết Ông sẽ chặn lời mời Ukraine gia nhập NATO. Ông đề cập đến hội nghị thượng đỉnh NATO gần đây ở Washington, tại đó không đạt được sự đồng thuận nào về vấn đề này. Mỹ và Đức đã phản đối điều đó, còn Hungary đã gọi kế hoạch chiến thắng là con đường ngắn nhất để bắt đầu một cuộc chiến tranh thế giới thứ ba và kêu gọi NATO hạn chế sử dụng các biện pháp ngoại giao ông bala obans cố vấn của thủ tướng hungary nhấn mạnh rằng hungary không ủng hộ kế hoạch này nó nhằm mục đích leo thang thủ địch và lôi kéo các nước nato vào cuộc xung đột điều này hoàn toàn không thể chấp nhận được đối với hungary thay vào đó liên minh châu âu và tất cả các nước thành viên nên theo đuổi chiến lược hòa bình